Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy ảnh nhiệt X-Printer 420B Wi-Fi này của bên mình để kết nối với cái phần mềm giao hàng tiết kiệm để các bạn in cái mã vận đơn của bên giao hàng tiết kiệm nha. Thì đây là cái máy in Wi-Fi nha các bạn, không cần phải gắm dây mạng LAN nha. Cái máy này các bạn chỉ cần gắm điện thôi nha, là cái máy in nó sẽ tự động nó bắt Wi-Fi, là các bạn có thể in được nha, không cần phải gắm dây mạng LAN nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này cho các bạn biết nha. Thì cái máy này in khổ giấy A6 trở xuống nha các bạn. Thì ở đây mình không có giấy A6 nên mình in tạm cái giấy khổ giấy A7 nha. Thì khi mà các bạn in giao hàng tiết kiệm thì nó có rất là nhiều cái khổ giấy, một xíu nữa mình sẽ nói cho các bạn biết nha. Thì đây là cái máy in nhiệt không cần sử dụng mực nha các bạn. Cái máy này là cũng là cái máy wifi, không phải là cái máy gắm dây mạng LAN nha. Các bạn cài đặt wifi cho máy in, kết nối máy in là trên điện thoại, các bạn vào cái wifi là các bạn in được nha. Ok, thì ở bên hông các bạn nó có hai cái cần gạt nè, các bạn kéo cần gạt này ra để các bạn mở cái khay giấy lên ha. Thì ở đây á, các bạn có thể chỉnh da vào nè, để các bạn chỉnh cái khổ giấy cho nó phù hợp nha. Ở đây khổ giấy của mình là 76x130 nè, mình có thể điều chỉnh nó vào để cho nó khích với cái tờ giấy nè. Đó, cái khổ giấy của bạn bằng kéo vào để cho nó khích cái tờ giấy này nha. Cái mặt bóng đó các bạn để lên trên nha, cái mặt nhám các bạn để dưới nha. Còn đây là sắp giấy khổ A7 bên mình nha các bạn. Đây là kích thước 76x130 nha. Sắp này là 500 tờ nè. Ok, thì đối với cái giấy sắp đó các bạn có thể nhét từ đằng sau nhét lên nè. Ở đằng sau nó có cái khe để các bạn nhét lên nha. Đằng sau nó có cái khe nè. Các bạn đưa giấy nó lên nha. Đó, rồi các bạn cho giấy vào. Rồi các bạn đóng nắp lại nè. Đó, các bạn phải cho nó lồi ra nửa tờ giấy nha. Đó, nó sẽ canh chỉnh giấy lại cho các bạn nha. Rồi, ok, thì đằng sau nó sẽ có một số cái cổng. Đây là cái công tắc nè, đây là gắm nguồn nè, đây là cổng kết nối USB cho máy tính để các bạn cài đặt cái wifi nha. Thì một xíu nữa mình sẽ cắm vào cái cổng đó để mình cài đặt cái wifi nha. Còn những bạn nào mà xài giấy cuộn, các bạn để cái giấy cuộn đây nha. Ở đây là cái giá để treo cuộn giấy ở bên trong nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ kết nối với cái máy tính để mình hướng dẫn các bạn cài đặt cái wifi cho cái máy in này nha. Ok, thì đi kèm theo máy sẽ có một cái cọng dây cáp nè. Các bạn một đầu các bạn cắm vào máy in nè. Rồi, đầu còn lại thì các bạn cắm vào máy tính. Đây, đầu này các bạn cắm vào máy tính nè. Ok các bạn, thì sau khi mà các bạn đã kết nối cái máy in này với cái máy tính rồi á, bằng cáp rồi á, thì bây giờ các bạn sẽ mở cái tool lên nha. Các bạn cái tool này các bạn xuống dưới phần mô tả các bạn tải về và giải nén ra, sau đó các bạn mở cái tool này ra nha. Mở cái tool này lên nè. Rồi các bạn double click vào các bạn mở lên nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bấm vào get status nè. Rồi các bạn bấm vào chữ get này nha. Rồi sau đó các bạn vào chỗ cái wifi chỗ này nè, cái tab wifi chỗ này ha. Rồi bây giờ mình sẽ scan nè, các bạn bấm vào chỗ này nè, scan nè. Các bạn bấm scan, nó sẽ scan tất cả các wifi nằm gần mà cái máy in này có thể bắt được nha. Rồi, cái wifi của bên mình tên là Johnny Trần nha. Các bạn muốn kết nối vào cái wifi nào thì các bạn chọn cái wifi đó nha. Rồi, ok, thì bây giờ đó. Ở đây á, nó sẽ thấy được cái tên nè, nó điền cho mình cái tên nè. Còn cái path wifi mình tự điền nha các bạn. Các bạn phải điền đúng cái path wifi nha. Các bạn có thể check vào chỗ này nè, các bạn coi. Rồi, ở bên này DHCP, các bạn bấm up nè. Các bạn nhập cái địa chỉ IP y chang như vậy ha. Rồi, cái địa chỉ IP những bạn nào mà khác thì các bạn
các bạn có thể xem nha. Các bạn có thể vào trong cái wifi, các bạn có thể vào trong cái wifi của các bạn á, rồi truy cập vào wifi của mình là cái tên wifi nè, rồi các bạn vào chữ y nè, các bạn kéo xuống nè, ở đây nó sẽ có cái lớp mạng nè, địa chỉ IP nè, 192.168.1.22 nè, đó cái lớp mạng nè. Rồi các bạn không điền giống cái IP 212 này nha, các bạn phải điền khác nha, các bạn điền giống là nó sẽ trùng nha. Đó, cái đó là mình chỉ cho các bạn xem cái lớp mạng thôi nha. Nhiều khi ở chỗ này nè các bạn, nó có thể là 100 hoặc là 123, tùy theo mỗi người cài đặt nó sẽ khác nhau nha các bạn. Đó, thì những bạn nào mua máy bên mình đó thì bên mình sẽ hỗ trợ cài đặt sẵn cho các bạn luôn. Về các bạn chỉ cần ngắm điện vào và các bạn nhập cái địa chỉ IP vào trong điện thoại, các bạn in thôi, các bạn không cần phải cài nha. Đó, các bạn liên hệ bên shop để cung cấp cái thông tin để bên shop cài cho các bạn luôn nha. Rồi ok, sau khi mà điền cái password rồi á, nhập cái IP rồi á, bây giờ các bạn bấm thiết lập set nè. Rồi bây giờ ở trên máy in á, trên máy tính á, mình sẽ vào command line để mình bin thử nha. Bin cái địa chỉ IP vừa thiết lập cho máy in đó các bạn, để xem nó đã kết nối được chưa nha. Rồi ok nha các bạn, như thế này là máy in đã kết nối được với Wi-Fi rồi nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhập cái địa chỉ IP vào cái app giao hàng tiết kiệm để các bạn in cái mã phần đơn trên cái giao hàng tiết kiệm nha. Ok các bạn, thì bây giờ các bạn vào trong cái app giao hàng tiết kiệm nè, các bạn vào chỗ cài đặt máy in nè. Rồi ở đây các bạn nhập cái địa chỉ IP vào là 192.168.1.245, là cái địa chỉ IP hồi nãy các bạn đã thiết lập cho cái máy in đó nha các bạn. Đó, rồi bạn chỉ cần nhập ở đây vào cái bộ 9001 thôi nha. Rồi ok, thì về cái phần giấy in đó các bạn vào cấu hình vận hành nè. Ở đây nè, chọn mẫu phiếu in nè, ở đây nó có rất là nhiều mẫu, là mẫu 50x50 nè, mẫu 75x50 nè, mẫu 50x50 nè. Đó, có rất là nhiều mẫu ha, các bạn có thể tùy chọn cái mẫu giấy của bạn mua bao nhiêu thì các bạn thiết lập ở đây. Tại mình không có giấy 50x50 nên mình in cái mẫu 275x50 thử nha. Rồi ở đây mình chỉ có giấy là 76x130 thôi nha. Mình sẽ lấy mình lên thử cho các bạn xem nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ra một cái đơn hàng này mình in thử cho các bạn xem nha. Bấm in nè. Đây các bạn ha, đây là cái tem mình vừa in ra từ giao hàng tiết kiệm nè. Nếu mà mình chọn đúng cái khổ giấy á, thì nó ra y chang vậy nha các bạn. Nó vừa ở khung nha. Bây giờ mình in lại cho các bạn xem nè. Mình không có khổ giấy đó. Máy in khá là nhanh nha các bạn. Chữ ra rất là rõ nét nha. Đây. Ok, thì những bạn nào muốn mua máy in này á, thì các bạn xuống dưới phần miêu tả, các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, được giao hàng ở tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để là một like, một subscribe để ủng hộ mình nha.